Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đây là những cái lần cuối để mình nói về hộ niệm. Mong cho tất cả những cái lời này sẽ thay mặt dư âm đến các nơi, giúp cho những người có cái duyên tham gia hộ niệm và được hộ niệm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì xin thưa với chư vị, cái tập sách này do âm nói lần này là lần thứ hai rồi. Từng điểm đều mổ xẻ tường tận. Thì bây giờ do âm có đi tới chỗ nào nữa, chẳng qua cũng nói lòng vòng những cái chuyện này, không có gì khác hết. Cho nên hy vọng là những cái lời này ghi thành những cái đoạn MP3 có thể thay mặt cho dự âm để giúp cho những người có duyên tham khảo về ôn niệm. Và dự âm cũng xin báo cáo là khi mà hết tập sách này thì mong tất cả các nơi thông cảm, giúp cho dự âm thực hiện cái đường tịnh tu. Và cũng để cái dịp cho những vị phát tâm tiếp tục lưu truyền cái pháp này ra. Tại vì rất cần những người cùng lưu truyền thì cái pháp hộ niệm mới mạnh được. Chứ kỳ vọng vào một người thì không cách nào có thể đáp ứng đủ cái nhu cầu của chúng sanh các nơi. Xin chư vị mở trang 186. Chúng ta nói về những lời căn dặn của chư Tổ sư đối với hàng phàm phu chúng ta trong thời mạt pháp này, muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Muốn tu cho an toàn, chúng ta cần phải chú ý những điểm gì? Câu D: không được tham đắm những điều thần kỳ đặc dị, vì dễ bị oán thân trái chủ cài bẫy hãm hại. Đúng hay không chư vị? Đúng. Đây là lời Tổ sư dạy. Chư Tổ luôn luôn căn dặn hàng phàm phu chúng ta đừng nên có cái tâm hiếu kỳ, ham thích thần thông, ham thích những điều lạ. Vì đây chính là cái món mồi mà chúng ta không có kìm cái tâm điềm đạm lại, rất dễ tham đắm vào. Và một khi tham đắm vào đó thì thường thường, xin thưa thật với chư vị, đã là mồi thì không phải là thật, mà đã là thật thì không phải là mồi. Chú ý điểm này. Một miếng mồi ngon khi mà mình tham vào thì thường bị mắc nạn. Nhiều lắm. Đâu đó chúng ta cũng nghe có những người biểu diễn thần thông, biểu diễn những cái pháp rất là đặc thù. Ví dụ như có người nói là chư vị muốn thấy Phật không? Tắt hết đèn đi. Thì ta làm cho Phật hiện ra liền. Có người vào đây tu đi, một tuần sau chư vị sẽ thấy cái mùi hương thanh lạc bay ra. Thì xin thưa với chư vị, đó là những cái chuyện mà mình nên đạm bạc đi. Đừng nên quá hiếu kỳ vào chuyện đó. Mục đích của mình là tu để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.
thì những cái gì mà nó thực tiễn giúp cho mình sau cùng được A Di Đà Phật đưa mình về Tây Phương thì mình nên nắm vững và bám chắc, không buông. Còn những cái gì nó vẫn còn nằm trong cái lục đạo vô thường này, xin chư vị đừng nên để mắt tới, thì cái tâm nguyện chúng ta không rời được tông chỉ của pháp niệm Phật thì mới an toàn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Không bao giờ một vị thực sự đã tu chứng mà lại dùng cái thần thông đạo lực pháp màu gì đó để mà loe ra. Một là để cho chư vị khen tặng, hai là để chiêu nạp tín đồ. Những người chân chánh tu hành không bao giờ làm chuyện này. Và chư Bồ Tát, chư Phật cũng không bao giờ làm chuyện này. Tại sao vậy? Tại vì xin chư vị phải nhớ cho, nếu trong thời mạt pháp mà một người chân chánh tu hành thổ lộ những điểm này, thì tháo những chuyện này, thực hiện những điều thần thông này, thì xin thưa chư vị hàng chúng ma ngoại đạo, họ sẽ cùng nhau thi thố ra thần thông đủ mọi pháp màu trên xã hội này. Làm sao một người phàm phu như chúng ta có thể phân biệt đâu là chánh, đâu là tà? Thì làm sao mà chúng ta đi cho đúng chánh đạo, gặp cho đúng minh sư, để mà một đời này thoát nạn xấu được, trở về Tây Phương thành đạo? Mong chư vị phải hiểu cho nó rõ cái vấn đề, chứ đừng có nên là cứ thấy cái gì lạ lạ chạy theo, coi chừng vướng nạn. Câu E: không được ham thích những điều lạ thường, vì tà tâm vọng tưởng dễ sinh ra. Đúng không chứ vậy? Đúng. Mấy cái này nó giống giống với nhau, chư tổ nào cũng nó giống giống nhau hết. Đừng nên ham thích những điều lạ thường. Có nhiều người tu hành mà tâm không có kiên nhẫn, sao thấy tu hoài không có chứng đắc gì hết. Chỉ có một chỗ kia người ta nói, tới đây anh tu trong vòng 4 tuần mà không có chứng đắc thì tôi nằm xuống nhanh đánh. Nói câu lạ lục. Mà đúng là tới đó thì sung sướng thiệt. Nào là pháp màu, nào là hương thơm, nào hương quang tỏa ra. Có những người còn ra cái quy định thời gian chứng đắc nữa là khác. Thì xin thưa với chư vị, đừng nên quá nôn nóng, mà coi chừng vướng bẫy. Nhớ là cách đây gần 10 năm rồi, thầy Trí Thoát tới đây ngồi tại chỗ bác Nghĩa này, thầy nói đó. Thầy nói là tu phải có thần thông để cho cái vạt áo dài phía trước nó dài hơn ngay phía sau. Khi nó dài như vậy thì mình đi chậm chậm, chứ mà đi nhanh quá thì nó vấp, nó té. Thì lúc đó mình hiểu nghĩa là, ý nghĩa của Ngài nói là cái thần thông của Ngài như là tu hành phải có khiêm nhường, phải đi phải cúi cái đầu xuống. Mà cúi cái đầu xuống thì cái vạt áo dài nó trước nữa, vạt áo trước nó dài xuống thì không dám đi nhanh. Đi nhanh thì bị vấp, vấp một cái té thì lỗ đầu. Ý nghĩa Ngài này nói nó vui là nói là thần thông của Ngài là vậy đấy. Còn có những người tu hành mà cứ muốn cho nó được cái này cái nọ, cho nên thành cứ ngứa mặt nhịn trời,
thì cái áo dài trước nó ngắn, nó ngắn thì dễ chạy, mà quên nó không vấp cái áo mà nó lại vấp ngay cái hòn đá phía trước mặt, nó vấp ngay xuống một cái hố sâu ở trước mặt, cho nên sụp hầm sụp hố. Thì ý nghĩa của ngài là nói như vậy, chứ không phải ngài kêu người ta là tu muốn cái thần thông. Mỗi người có một cái câu nói mà mình nên đáng ghi nhớ. Đừng có nên thích những điều lạ thường. Thực sự có những người mà hãy đưa ra những điều lạ thường lắm. Vào ngày đó, giờ đó, bạn ấy mặc áo tràng nghiêm chính, vô chỗ bàn thờ đó, hướng về niệm danh hiệu của ta, thì ta ở từ bên Hồng Kông thì phóng văn minh tới, thọ tam ấn. những điều này là những điều lạ thường. Xin chư vị, một vị Bồ Tát xuống thế không bao giờ làm cái chuyện này. Không bao giờ làm cái chuyện này. Ở nơi có nhiều người làm những chiếc xe trang trí lộng lẫy, đây là Phật sống tái lai, Phật sống thể hiện, đi giao rắn, giao gì đó, gọi là đi rao rét khắp nơi hết trơn, mong cho người ta tới để mà vị Phật sống này đổ. Xin với chư vị, nếu bây giờ chúng ta tu theo Phật dạy, Phật nói đến cái ngàn năm thứ hai rồi, trên nhân gian này thường thường xuất hiện những cái điều lạ lùng vô cùng, và tự cho mình là Như Lai, là Phật sống, thì những người con Phật phải giữ cái chánh tín của mình, đừng vội vã chạy theo. Chư vị có thể đọc những ý nghĩa này trong kinh Lăng Nghiêm, Phật nói rất nhiều. Nhưng mà trên thế gian này, đến nay là 7-8 tỷ người. Bao nhiêu người hiểu ra được chánh pháp? Vô cùng ít, vô cùng ít. Cho nên cái người mà mê mờ, chạy theo con đường lạ lùng, không chánh đáng, nó nhiều đến vô cùng vô tận, nhiều vô cùng không cách nào có thể đếm được. Cho nên những cái chuyện này vẫn còn đắc giá, nhưng mà chư vị nên hiểu, mình quyết lòng đi vãng sanh, nên nghe lời Phật dạy. Ngay ở Việt Nam chúng ta bây giờ cũng có những cái đạo lạ lùng lắm, mình không nói làm chi. Họ đưa ra những sự thần kỳ diệu dụng lắm. Nếu mà mình không có cái chánh tín, không giữ vững niềm tin, lung lay liền lập tức. Mong chư vị phải hiểu, đừng nên sợ. Cho nên chư tổ dạy là không được ham thích những điều lạ thường, vì tà tâm vọng tưởng dễ sinh ra. Một khi ham thích điều lạ thường là tà tâm từ đó phát sinh ra. Đây là cái điều vô cùng nguy hiểm. Xin chư vị chú ý để chúng ta giữ vững một đường đi thẳng về Tây Phương thành đạo, như bao nhiêu người đã được hộ niệm vãng sanh hàng ngày. Đây là một cái chứng minh cụ thể cho chánh pháp của Phật thể hiện tại thời mạt pháp này. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tất cả đệ tử chúng con thành kính tri ân thầy Diệu Âm Tịnh Hải đã từ bi hướng dẫn khai thị. Tất cả đệ tử chúng con nguyện y giáo phụng hành. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Các bác, các cô bác cho con một tràng vỗ tay đi ạ. Tại vì mỗi lần vỗ tay xong đỡ buồn ngủ ạ. Vì vừa rồi con thấy nhiều cô bác mơ mộng lim dim lắm, phải không ạ? Có lẽ là dậy từ rất là sớm
để đến tham gia cộng tu chùa Thọ Khuê. Hôm nay vô cùng là hoan hỷ, danh sách chúng con nhận được có khoảng 800, nhưng mà thực ra thì hiện tại ngồi trong giảng đường này là trên 1.000, có nghĩa là quá tải và hôm nay không phải không lạy Phật được nữa. Mà chiều nay còn rất nhiều cô bác nhắn tin cho con là Diệu An ơi, còn chỗ không để cho cô bác đến. Con bảo là còn chỗ ở hành lang ạ. Được không các cô bác? Phải không ạ? Dạ, A-di-đà Phật. Dù là ở xa nhưng cũng là thật gần. Mà dù là tham dự ở trong giảng đường này mà ở phía ngồi hành lang thôi, nhưng mà không khí của chúng con luôn luôn là hoan hỷ, luôn luôn là cảm thấy. Hôm nay con lại kính xin cư sĩ Phúc Trí từ bi chia sẻ cho chúng con. Bởi vì trong thời mạt pháp, chư tổ dạy rất là rõ, chúng con thì là phàm phu, cho nên chính vì vậy mà rất thích thần thông. Rất nhiều cô bác hàng tuần nhắn tin cho con là cô Diệu An ấy, hôm nay đi phóng sinh thấy Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát to đùng ở dưới đuôi xe, phải không ạ? Không biết Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát có khai thị gì cho bác đó không, nhưng mà về nhà là nhắn tin cho cô Diệu An luôn, phải không ạ? Rồi là có cô bác thì nói với con là cô Diệu An ơi, nghe được tiếng niệm Phật rồi, bây giờ tôi có thể nghe được tiếng niệm Phật thường xuyên, không cần phải mở máy. Rồi cô Diệu An ơi, tôi ngửi thấy mùi hương thơm rồi. Rất tiếc là đứng cạnh ai mà một tuần không tắm thử xem. Xem không biết còn thơm nữa hay không thì không biết, phải không ạ? Rồi là cô Diệu An ơi, bây giờ tôi có một vị trong pháp giới thường xuyên hướng dẫn chỉ điểm cho tôi cần phải làm những cái gì và tu những cái gì. Đặc biệt những hôm mà đi cộng tu ở chùa Thọ Khuê này cũng phải xin phép cái vị đó, là vị đó đồng ý và vị đó nói rằng là hôm nay có trên 1 người đến cộng tu. Đấy ạ, rất là đúng phải không ạ? Thì cư sĩ Phúc Trí xin chia sẻ chỉ điểm cho chúng con. Tại sao mà thời nay chúng con tu, có những lúc tu niệm Phật lại có thể nghe được thấy mùi hương, rồi là ngửi thấy mùi hương thơm này, rồi nghe được những tiếng niệm Phật ở trong tai, rồi có những cái cảm ứng thần thông, rồi có những cái chư vị trong pháp giới, có đúng là chư Phật Bồ Tát tái lai hay không? Rồi khi chúng con phát tâm phóng sinh thì trên bầu trời lại có những ánh hào quang, rồi là có những Ngài Quán Âm Bồ Tát hiện ra đằng đuôi xe mà không phải là đầu xe, con cũng không biết vì sao lại như thế. Thì ngày hôm nay chúng con vừa được nghe thầy Diệu Âm Tịnh Hải hướng dẫn chỉ điểm là thời nay không được nên tham thích vào thần thông, bởi vì chúng con đã từng được gặp một số người khi mà có cái sự nỗ lực tinh tấn rất là lớn, một ngày cũng tu 3-4 thời, nhưng cuối cùng thì báo trước cho chúng con là ngày giờ ra đi, cuối cùng là đi vào sau nhà thắt cổ chết. Rồi là có những trường hợp là nhảy xuống dưới giếng chết, và khi mọi người tìm được thì cũng đã 12 tiếng đồng hồ rồi. Rất nhiều trường hợp như vậy. Thì con kính xin cư sĩ Phúc Trí từ bi chia sẻ thật là cụ thể, phân tích cho chúng con để chúng con biết tại sao thời nay chư tổ lại cấm là không nên ham thích vào thần thông như vậy. Bởi vì nếu mà chúng con ham thích vào như thế thì chúng con dễ lạc vào cảnh giới ma chướng và dễ bị oán thân trái chủ lừa gạt. Con kính xin cư sĩ Phúc Trí từ bi chia sẻ, giảng nói thật cụ thể cho chúng con. Bởi vì trong quá trình đi hộ niệm, chúng con cũng đã chứng kiến có những Phật tử mà niệm Phật sơ phát tâm rất là tốt, cuối cùng là khi ban hộ niệm đến tới nơi hộ niệm được vài buổi, đến buổi thứ 3, thứ 4 thì gia đình gọi điện, chưa kịp đến hộ niệm buổi tiếp theo thì gia đình có gọi điện là úp mặt vào chậu nước ở trong. Ui, giống như là mà cái đồ, nhiều người khi tìm được lại ăn mừng khao, ăn mừng kinh lắm. Nhưng thực chất nó vẫn là của mình. Nên nhiều người tu tưởng cảm ứng một chút thì tưởng đó là mình tu tốt. Thời mà Ngài Liên Trì Đại Sư ấy, có Ngài Ngô, gọi là Ngô Thuần Hy, là người tu hành nhưng biết được trời nắng trời mưa, biết được rất là nhiều tháng, nhiều năm. Sau khi mà đến tai Ngài Liên Trì, Ngài mới viết thư Ngài Cổ Mắng. Sau khi Ngài Của Mắng xong ấy, thì từ đấy đi không còn biết được nữa, nghĩa là hết thần thông luôn. Tại vì Ngài Liên Trì biết là đang bị lạc vào lưới ma rồi. Nếu đây ai đọc Kinh Lăng Nghiêm ấy, thì sẽ thấy rằng là nội ma, nó gồm 50 ngũ ấm ma, là khi tu hành, nó ở trạng thái chúng ta tưởng chúng ta chứng đắc, hoặc chúng ta thanh tịnh, hoặc chúng ta một cảm ứng gì đấy, là chúng ta lạc vào ngũ ấm ma ấy. Hoặc là ngoại ma, gọi là thiên ma đấy. Nếu chúng ta tu hành ấy, mà chúng ta cầu thần thông ấy,
hay cầu bất thứ gì ấy, mà nó không phải từ chân tâm ấy, thì chúng ta sẽ bị lừa gạt đấy, được các ngài cho luôn đấy, nhưng cuối cùng tử ma nó cướp mất. Tử ma là cái gì ạ? Là cái thân xác là khi chết ấy. Nên tất cả những thứ đó tổ sư cũng như chư Phật có dạy là chúng ta phải tu hành là phải buông nó xuống. Tại vì tất cả những thứ đó khi về đến Tây Phương Cực Lạc ấy thì ta có tất mà. Thế ham chi làm gì những thứ đó ở đây vài chục năm rồi cuối cùng chết không biết đi về đâu. Nhưng đa phần những người như vậy, như lời tổ thứ 6 là Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư ấy, ngài có dạy là gì? Trong 10 người tu như thế thì ngài nói là ít nhất nhá, chứ không phải là thậm chí là 10 người luôn, ngài nói là ít nhất 9 người đi vào ác đạo, thường vào địa ngục đấy ạ. Đấy là tổ thứ 6 có nói đấy. Ngài không dám nói là 10 trên 10 đâu, mà ngài nói là ít nhất là 9 đi đã. Thực chất là 10 trên 10 đấy ạ. Đi vào ác đạo, đa phần đi xuống địa ngục. Nên Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư Tịnh Không mới nói là thời nay ấy, là chúng ta tu hành dễ bị là quỷ thần lừa gạt. Chỉ cần tâm móng cầu một cái, lập tức quỷ thần sẽ đáp ứng. Và sau này chúng ta sẽ là gì? Khi bỏ thân này là chúng ta sẽ theo họ. Nên thời nay lập ra rất nhiều thứ. Nên người mà không tu, không gặp được Phật Pháp, không gặp được chính đạo ấy, thì dễ bị người mắc lừa lắm. Hôm nay còn gạch ra những thứ để cho chúng ta sau này tu hành để tránh những tình trạng này, và về sau chúng ta đỡ bị mất cái thân mạng này khi chúng ta chết. Khi chúng ta chết, nếu ai móng cầu, ắt sẽ mượn bị thân xác này, sẽ bị người khác dựa vào thân. Và cuối cùng có hộ niệm thì cũng chỉ hộ niệm với cục thịt mà thôi. Lúc đó thân xác này sẽ bị người ta lấy mất. Đây gọi là tẩu hỏa nhập ma ấy. Là ma nó nhập thân đấy ạ. Là tẩu hỏa và nhập ma. Thì có nghĩa là gì? Bị mượn mất thân xác. Một khi đã mượn thân xác thì không còn cơ hội thoát thân đâu. Đây là một trong những chướng nạn rất nặng trong thời mạt Pháp mà chúng ta không biết. Nếu không nghe lời Phật dạy, không nghe lời tổ sư hướng dẫn thì chúng ta ắt sẽ lạc đường. Nên mỗi một thời là có một chư tổ xuất thế để chỉ cho chúng ta đi theo đúng cái quỹ đạo của nó. Nếu tu mà rời lời Phật, nếu tu mà rời lời tổ sư thì ắt sẽ lạc đường. Nên đừng ai tự nghĩ ra, đừng ai nói là tôi nghĩ ra phương pháp này, đừng nghĩ là tôi nghĩ ra phương pháp kia. Trong quá khứ con có biết một người khi đi hộ niệm rồi bắt đầu gì? À, tôi nghĩ là cái phương pháp này, có nghĩa là họ tự nghĩ ra cái phương pháp mà họ nghĩ là Phật chưa bao giờ nói, mà họ nghĩ là tổ chưa bao giờ nói ra. Có bảo nhầm rồi, rồi sẽ thấy cảnh. Thì đúng giờ tổ hỏa nhập ma thật. Là vì đấy là ý của họ, không phải. Vậy tu phải bám sát lời Phật, tu bám sát lời tổ sư. Thì trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao ấy, thì ngài có dặn là gì? Người tu hành mà hay cảm ứng, mà móng cầu ấy, thì gì? Thì chư vị trong pháp giới là oán thân trái chủ, là những chư vị mà muốn phá hoại công hạnh tu hành của ta, sẽ nương vào đó và lần lượt sẽ đi vào lục phủ ngũ tạng. Đến lúc mà họ đi vào lục phủ ngũ tạng rồi thì tổ sư Ấn Quang có nói là gì?
nghìn Phật xuất thế không cứu lại được nữa. Có nghĩa là đến lúc đó là nghìn Phật có xuống cũng không cứu được người đó nữa rồi. Vậy thì chúng ta tưởng tượng nguy hiểm đến vô cùng. Vậy cái thứ nhất là chúng ta tu hành, chúng ta không bám sát lời Phật, không bám sát lời tổ, đi móng cầu thứ nhất là thần thông. Trong quá khứ con gặp rồi. Và chính Đại Lão Hòa Thượng kể ra trong đời Ngài có hai người bạn tu với Ngài, cả Ngài là ba. Thì trong đó hình như Ngài Minh Diễn là người mà khi tu cùng với Hòa Thượng thì thấy Hòa Thượng niệm Phật thì cảm giác kiểu là gì? Là nó không gọi là, nó không hay. Ngài mới nói với Hòa Thượng là gì? Tôi phải tìm cái pháp môn nào nó phải oách, tu nó phải gì? Phải có năng lực. Thế là Ngài bắt đầu sang Mật Tông, Ngài tu trì chú các thứ. Thì có kể với Hòa Thượng là gì? Thường đêm là đi gặp các quỷ để nói chuyện và siêu độ để giúp đỡ quỷ. Và thể hiện thần thông kinh lắm. Hòa Thượng bảo thôi rồi, ông này xong rồi. Thời gian sau ông này sẽ gặp nạn là chắc. Hòa Thượng khuyên không được. Thì sau cùng ông ta chết. Và Hòa Thượng nói rõ là không thấy một cái thoại tướng nào gọi là gì về cảnh giới lành nhé, chưa được nói là vãng sinh nhé. Hòa Thượng nói là không thấy một hiện tượng nào gọi là cảnh giới là tốt đẹp đấy. Hòa Thượng nói rõ. Thì đúng là gì? Mắc mưu rồi. Là gì? Ham thích thần thông. Đấy, nhất chúng ta phải cẩn thận. Thứ hai là chúng ta thấy là gì? Mau chóng chứng đắc. Tu hành nhớ con dặn các Phật tử là tu từng bước, mưa dầm sẽ thấm lâu. Đừng nghe thấy người ta nói là cái này dễ tu quá, dễ chứng quá, ăn sổi ấy. Không có đâu ạ. Chúng ta nhớ là không phải một bước lên trời đâu. Phải gì? Nghe lời tổ sư, lâm râm ngày ngày niệm Phật. Cứ niệm đi, không sao cả. Vọng nhiều, vọng ít, nó không quan trọng. Mà quan trọng là cái lòng chí thành ta niệm có thực sự thường xuyên không. Thì tổ nói là niệm Phật như gà ấp trứng ấy. Chúng ta biết con gà ấp trứng không? Nếu ấp không thường xuyên thì nó ung đấy. Nó phải ấp đều. Đúng không? Niệm Phật là giống như con gà ấp trứng. Có nghĩa là nó ấp ngày này qua ngày khác, đến ngày nó nở ấy thôi. Nhưng chúng ta được ngày, bỏ ngày, được ngày, bỏ ngày, nó ung hết. Để mong chứng đắc mà. Thấy nó ngon thì bỏ cái này, tu cái khác, cứ được ngày, bỏ ngày là xong rồi. Không tu như vậy được đâu. Phải gì? Phải là người gì? Huân tu. Nên Phật mới nói là một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Nghĩa là huân tu đều đều. Đấy, chúng ta đừng có vội mà ham chứng đắc. Tưởng là dễ. Không. Ngay cả pháp môn niệm Phật này cũng thế. Chúng ta cứ tưởng là niệm Phật rồi người ta chỉ cho mình là vài tuần vài tháng là chứng quả. Không có đâu ạ. Nhớ rằng nếu dễ như vậy thì tổ sư đã chỉ cho chúng ta rồi. Ví dụ như pháp môn niệm Phật gọi là bát chu tam muội. Ở đây ai có dám đứng 90 ngày không ngủ không? Phương pháp này là nếu tu được như vậy 90 ngày sau sẽ chứng quả. Nhưng mà khi đưa ra tổ sư chỉ luôn không được. Chỉ cần hỏi thôi là tổ đã mắng cho bằng đầu bằng cổ rồi. Chỉ thẳng mặt và đuổi về nhà rồi. Ngài bảo hỏi để làm gì? Có làm được đâu mà hỏi. Vậy thì chúng ta tưởng tượng rằng đừng ham chứng. Mà đừng ham gì, nó dễ, không phải đâu. Phải lấy kiên trì cả một đời tu hành thì sau này phải có kết quả tốt. Nhưng chưa gì đã ham muốn. Cũng như vậy, đi hộ niệm chúng ta cũng thế. Thấy khó khăn, rồi bỏ. Thấy chỗ kia ngon ăn, tưởng chạy ngon lành, tưởng chạy theo. Đừng dại. Phải y cứ lời Phật lời tổ, xem có đầy đủ tín nguyện hạnh hay không, có làm theo từng bước như lời tổ dạy hay không, hay là họ làm cái gì đó
nên phải cẩn thận, không phải dễ như chúng ta nghĩ đâu. Nên một ca vãng sinh, Phật tổ có nói phải đầy đủ tín nguyện hạnh, phải thực sự tu hành, phải thực sự đấy ạ. Vậy hôm nay chúng ta hiểu vậy thì cầu chứng nhanh cũng không được, rồi cầu tâm thanh tịnh cũng không được đâu. Nhiều lúc thanh tịnh giả đấy. Nên nhiều người nghe được tiếng niệm Phật, đừng có nhầm. Chúng ta bị mắc mưu nhiều lắm. Trong lời Phật dạy gọi là gì? Vọng tưởng gạt nhĩ căn. Thế nào gọi là vọng tưởng gạt nhĩ căn? Nghĩa là ngày ngày niệm Phật, móng cầu cứ muốn nghe được tiếng niệm Phật. Thực chất là chúng ta thanh tịnh rồi thì chẳng niệm thì nó cũng tự niệm vào tai mà. Còn chúng ta móng cầu ấy là gì? Là sau này bị vọng đó nó gạt và tưởng ta nghe tiếng niệm Phật nhầm hết. Nếu đạt được cảnh giới đó, nó phải trải qua từng giai đoạn này. Chúng ta sau này xem ai làm được. Thứ nhất là chúng ta phải từ động, là vọng động, tâm vọng động, đến thành ta tĩnh lại. Tĩnh lặng nhá. Khi tĩnh lặng rồi thì chúng ta sẽ dùng bằng căn. Căn có nghĩa là gì? Dùng không còn chấp trước. Chúng ta dùng là ví dụ như uống nước hay ăn cơm. Như đài Ấn Quang Đại Sư có nói là gì? Cả đời tôi chỉ biết ăn cơm và niệm Phật thôi. Chúng ta tưởng là dễ, còn đố ở đây Phật tử làm được đấy. Cả đời chỉ biết ăn cơm và niệm Phật, nghe vậy tưởng dễ, nhưng đâu biết rằng ngài ăn như nào ạ. Ngon hay dở ngài không quan tâm, mặn hay nhạt ngài không quan tâm, thức ăn như nào ngài không để ý, chỉ biết là đến bữa có thì ăn vậy thôi. Chúng ta còn phân biệt gì? Thức ăn ngon, thức ăn dở, thức ăn mặn, thức ăn nhạt. Nhưng đối với ngài không quan trọng việc đó. Nghe cũng vậy, căn nghe. Chúng ta còn phân biệt, ví dụ như là nghe tiếng vong một cái chuông, chúng ta bảo chúng ta đang nghe. Khi chuông không gõ, hỏi chúng ta có nghe không? Bảo có không. Đâu có phải, không nghe thì tiếng vẫn là đang nghe, gọi là dùng căn, đúng không ạ? Mắt nhìn mà không nhìn. Thì ngài cũng nói là cả đời ngài chỉ biết ăn và niệm Phật. Thì cái niệm của ngài là khi đã niệm là không để ý bên ngoài nữa. Thì chúng ta đâu có làm được. Đấy, vậy thì từ căn đến đầu gì? Đến giác ngộ. Khi giác thì không còn mê. Chúng ta không còn mê lầm nữa. Từ không mê lầm bắt đầu đến vào không, là vạn pháp đều giai không rồi. Nên đừng ai nhầm. Vạn pháp giai không có nghĩa là gì? Trước mặt ta chẳng có gì cả, đi xuyên qua hết. Làm gì có gì đâu thì chỉ đi xuyên qua được. Vạn pháp đều giai không mà, trước mặt đây cũng không phải là bàn. Thì lúc đó không có cái gì trước mặt cả thì đi xuyên qua hết. Đi xuyên qua tường, đi xuyên qua bàn ghế, đi xuyên qua tất cả mọi người đang ngồi đây là đi xuyên qua hết luôn. Không ai biết. Lúc đó là gì? Bắt đầu với đến cảnh giới chứng quả là tịch diệt. Vậy thì chúng ta chưa tu mà chúng ta đã đòi ngon ăn như vậy, chúng ta không có đâu. Nên thôi, pháp môn niệm Phật phải lấy lòng chí thành mà niệm. Pháp môn này như lời Ấn Quang Đại Sư có nói, như cái bậc chứng quả A-la-hán, muốn hiểu tận cùng ấy, chứng quả A-la-hán ấy, vẫn còn ngờ vực. Đến Bồ-Tát thì hiểu được nhưng vẫn còn gì? Chưa hiểu tột cùng về nó. Vậy thì hôm nay chúng ta đừng có tìm hiểu, nghiên cứu rồi gì? Cuối cùng lạc vào con đường khác đấy. Vậy chí thành mà niệm, đừng cầu cảm ứng này, đừng cầu thanh tịnh, đừng cầu thần thông, đừng cầu nó dễ ăn. Mà gì? Mà lòng chân thành. Hôm nay chúng ta phải có sự chân thành. Giống như cái ca mà úp mặt vào bát ấy, bát nước mà chết ấy. Chúng ta biết sao? Trong đời tu tưởng mình chứng quả được, nghe được tiếng người khác niệm vào tai rồi. Rồi gì? Rồi biết được ngày giờ nào đi rồi. Nhưng cuối cùng gì? Chết úp ngay vào bát nước mà ta rửa nấu canh ấy, bát tô ấy.
mà úp mặt vào đó mà không ngóc đầu lên được đấy ạ. Mặt chết mà đến mức kinh khủng. Mà cái tướng lúc ra đi ấy, khoảng mười mấy tiếng sau thì con được nghe kể lại là cái khuôn mặt tươi không phải là cái tươi của cái người vãng sinh nhá. Khuôn mặt tươi cười là của cái cười đểu ấy ạ. Người ta tả như vậy đấy ạ. Cái cười là cười đểu, là người cười trêu ngươi ấy ạ. Chúng ta tưởng tượng không? Cái kiểu cười của cái khuôn mặt ra đi là cười trêu ngươi ấy. Có bảo thôi xong rồi. Bảo chư vị pháp giới lừa từ ngày xưa đến giờ mà không biết. Vậy có nghĩa là gì? Chúng ta đã bị mắc lừa. Nên tu hành ấy, nhớ, đại chúng nhớ là gì? Phải y cứ vào lời Phật, y cứ vào lời tổ. Đừng thấy tưởng dễ mà chạy theo, không phải đâu. Như vậy là chúng ta sẽ mắc lừa. Nên pháp môn niệm Phật, chư tổ xuất thế dạy cho chúng ta thời này là chỉ có gì? Lòng trí thành khiêm cung, như lời thầy Diệu Âm vừa nói ấy, là ngài trí thoát dạy là có thần thông ở đây không phải là có thần thông như chúng ta nghĩ, mà là thần thông ở đây là biến cái vạt áo phía trước nó dài ra. Muốn nó dài ra thì phải cúi đầu xuống nó mới dài ra được. Cái vạt áo ta mặc cái này phải cúi đầu thì nó mới dài ra, đúng không ạ? Gọi là gì? Khiêm cung, cúi đầu thì nó mới dài ra được. Chứ đừng tưởng mình ngon ăn rồi gì, tưởng mình ngon hơn thiên hạ mà cũng ta chết ngay ở cái chỗ đó đó. Nên thầy Diệu Âm nói một câu gì ạ? Sông sâu biển rộng chẳng chết, nào ngờ chết phải bãi chân trâu. Có nghĩa là sông sâu biển rộng chết thì còn đỡ, nào ngờ là úp mặt vào bắt vào cái lỗ chân trâu ấy, nó có nước mà úp vào đấy không dậy được, không thở được. Trong quá khứ con chứng kiến rồi, hai người chết chỉ một vũng nước bé này thôi, úp mặt vào đấy mà không đứng dậy được mà chết đấy ạ. Thì thầy Âm nói đúng mà, sông sâu biển rộng chẳng chết, nào ngờ chết phải bãi chân trâu. Vậy thì chúng ta chỉ vì thời nay tưởng là chúng ta thấy được Phật Bồ Tát, chúng ta bị nhầm rồi. Tổ sư thứ nhất của chúng ta là ngài Viễn Công, là ngài Huệ Viễn Đại Sư. Trước khi ngài vãng sinh Tây Phương thì ngài có nói một câu là gì? Hôm nay là Phật A Đà, cảnh giới Tây Phương Phật A Đà lại đến rồi. Đây là lần thứ 3 mà trong đời ta thấy được. Có nghĩa là trước đó ngài thấy được 2 lần. Và lúc ngài vãng sinh là ngài bảo đây là lần thứ 3 ta thấy được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc và Đức Phật A Di Đà. Một đời ngài chỉ thấy được 3 lần Đức Phật A Di Đà hiện thân. Rồi ngài vãng sinh tịnh độ. Vậy thì chúng ta là phàm phu mà cứ thấy được, ví dụ đi phóng sinh rồi thấy Phật Bồ Tát Quan Âm đứng ở trên, rồi nhiều người đi pháp hội pháp sự là thấy được hào quang, thấy được Đức Phật A Di Đà, lại nhầm tiếp rồi. Chúng ta đọc kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 6, trong đó Đức Phật nói gì ạ? Chỉ người nào là chiếu xuất được quang minh của Phật thì gì? Thì thân tâm đã thì thanh tịnh rồi. Vậy nếu nhìn được Phật A Di Đà, nhìn được hào quang hoặc xúc chạm vào quang minh của Phật, tâm người đó tự thanh tịnh. Mà đã thanh tịnh ấy thì cái gì chả biết. Chúng ta vọng nên chúng ta không biết thôi. Cứ tu đến lúc thanh tịnh tâm thì không gì nó không lộ ra. Tất cả ở trong tâm ta mà. Nên ngài Quảng Khâm mới nói là gì? Kinh điển hóa ra không phải ở đâu cả mà từ trong tâm ta lộ ra thôi. Nên tất cả kinh của Phật nói ấy, là cũng ở trong tâm ta thôi. Nên một người họ tịnh tâm rồi, giống như ngài Lục Tổ, khi mà ngài nghe ngài Pháp Đạt ấy, là người tụng kinh Pháp Hoa đến thuộc lầu luôn. Mà kinh Pháp Hoa rất khó thuộc, nó rất là dài. Mà cuối cùng đến gặp ngài Lục Tổ, cúi đầu đảnh lễ nhưng không sát đất. Không sát đất nhé. Ngài Lục Tổ biết thừa ngày này không thể chứng quả được, là vì gặp tổ nhưng lại lạy năm vóc không sát đất. Giống như chúng ta hôm nay là lạy Phật mà năm vóc không sát đất là chết đấy. Ngài thấy là đầu không cúi đất, thế ngài mới bảo lắc đầu là không chứng được đâu. Thế rồi ngài với hỏi ngài Lục Tổ,
Ngài Lục Tổ nhất chỉ cho biết thứ nhất là không có lòng chí thành cung kính nên không chứng được. Thứ hai là Ngài bảo vậy, kinh Pháp Hoa đọc đi, chỉ cần đọc đến hai phẩm, phẩm thứ nhất, phẩm thứ hai, Lục Tổ nói là thôi ông không cần phải đọc nữa, ta đã biết hết rồi. Có nghĩa là gì? Trong tâm Ngài đủ rồi, biết kinh đó rồi, chỉ cần nói là biết kinh đó là gì rồi, là vì gì? Tâm Ngài lộ ra rồi, nên Ngài giảng cho, giảng xong cái là Ngài chứng quả luôn. Nghĩa là vậy thì chúng ta hôm nay hiểu rõ là gì? Vậy tu hành từ nay về sau, Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư Tịnh Không có dạy là gì? Khi tâm chưa thanh tịnh thì đừng móng cầu bất kỳ điều gì, vì nếu móng cầu sẽ lạc vào tâm mạng. Còn khi tâm thanh tịnh rồi thì không cầu thì cũng tự hiện ra. Còn Ấn Quang Đại Sư có nói là gì? Ấn Quang Đại Sư ấy, ngày xưa có một người tu ấy, luôn luôn thấy Quan Âm Bồ Tát hiện ở trong chánh điện ấy. Ấn Quang Đại Sư ngày mới mắng cho, ngài viết thư ngài của mắng. Sau khi của mắng thì từ đấy về sau không còn thấy Quan Âm hiện lên nữa, là vì biết là bị gạt rồi. Thì Ấn Quang Đại Sư mới nói câu này, là khi tu hành, nếu như mà không thấy được Phật Bồ Tát thì còn tốt hơn là thấy Phật Bồ Tát. Ngài nói đấy ạ, là về phàm phu tâm thường vọng động, nên khi thấy được một lần là sẽ thấy được lần thứ hai, muốn lấy lần thứ hai thì Phật Bồ Tát đã hại chúng ta rồi. Nên từ đó là tâm sẽ gì? Khởi lên cái móng cầu, nên sẽ không tốt. Nên Ấn Tổ nói là gì? Nếu như người nào niệm Phật mà thấy được Phật mà chấp vào đó thì Phật đó trở thành ma cảnh, Phật cảnh trở thành ma cảnh. Còn nếu như mà ta niệm Phật mà thấy ma cảnh có hiện lên nhưng tâm không bị đụng vào đó, bị động vào đó, thì ma cảnh cũng trở thành Phật cảnh. Có nghĩa là gì? Như như bất động, cho dù có thấy hay không thấy, tâm đừng dao động, thì dù ma hay Phật đều trở thành Phật cảnh hết. Nhưng nếu ta chấp trước vào đấy thì ma cảnh, à Phật cảnh sẽ trở thành ma cảnh, Phật thật cũng trở thành ma. Nên trong thời mạt Pháp, Tổ sư đã dạy rõ rồi, phải hết sức cẩn thận, tỉnh táo sự tu hành. Vậy con đường chúng ta đi hôm nay phải bám sát lời Phật, lời Tổ, không dễ gì móng cầu. Nên nhiều người tự xưng là Phật Bồ Tát, nhiều người tự xưng mình có năng lực nọ, năng lực kia. Xin thưa rõ rằng là Đại Lão Hòa Thượng có nói, chỉ cần vỗ ngực xưng tên một cái thôi là biết người đó tẩu hỏa nhập ma rồi đấy. Người đó không phải là người ngon lành đâu đấy. Nên hôm nay con dặn đại chúng là từ nay về sau, nếu muốn con đường an toàn một đời vãng sinh tịnh độ thì nhớ là phải tránh xa những cái điều mà con vừa gạch đầu dòng mới ra. Để gì? Để trên con đường chúng ta tu là an toàn, thì một đời này chúng ta có phước phần là vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật ạ. A Di Đà Phật, một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cảm niệm tri ân công đức của cư sĩ Phúc Trí đã từ bi chia sẻ cho chúng con, để chúng con hiểu được thời nay là phải giữ tâm khiêm cung từ ái, và đặc biệt là tâm mong cầu ham chứng đắc thần thông chắc chắn là phải gạt sang một bên, vì đấy không tương ưng với lời chư Phật chư Tổ dạy. Chúng con thành kính tri ân cư sĩ rất nhiều. Nam Mô A Di Đà Phật.